mình thì rất có thể Trung Nam Nghệ An đã có bàn thắng mở tỷ số. Văn Toàn, Văn Toàn không vào. Có vẻ như đã có lỗi của Văn Toàn trong tình huống tranh chấp trước đó. Trận đấu đang diễn ra rất hay với những pha đối công của cả hai đội. Một phút trước Phan Văn Đức vừa bỏ lỡ cơ hội thì ngay sau đó Văn Toàn cùng với Brandao đã tạo nên một tình huống tấn công sóng gió. Không phải là một chân sút thực sự quá xuất sắc. Tình huống mà Văn Toàn đã bị phạm lỗi và cùng với đó là thái độ phản ứng rất quyết liệt của các cầu thủ phòng ngự bên phía Sông Lam Nghệ An. Đôi trung vệ là Thế Nhật cũng như là Thái Hoa Giang đã phản ứng rất dữ dội trong pha bóng vừa rồi. Họ cho rằng họ chưa phạm lỗi với Văn Toàn. Họ bị Bình Định dẫn trước. Nguy hiểm, Văn Thanh! Không được. Phạm Xuân Mạnh đã thò cái chân của mình ra một cách rất đúng lúc để ngăn cản pha dứt điểm của Văn Thanh. Không được, vẫn còn. Văn Toàn vẫn không thành công. Liên tục là những pha vây hãm của các cầu thủ Anh Gia Lai. Chứ không phải là một sát thủ ghi bàn. Văn Toàn! Tuyệt vời! Văn Toàn vẫn là người hùng của Anh Gia Lai, là người hùng của sân vận động Preco. Một lần nữa số 9 thể hiện được cái duyên ghi bàn của mình trong những thời điểm quan trọng. Một pha bóng tấn công tốt của Anh Gia Lai. Vẫn là những pha tấn công điên quen thuộc nhưng lần này bóng đã được triển khai. Vừa rồi là đường truyền của Tuấn Anh. Văn Toàn! Tỷ số được mở cho Anh Gia Lai. 1-0 dành cho đội bóng phố núi. Một pha xử lý đầy nhạy cảm, một pha phối hợp cực nét giữa Tuấn Anh và Văn Toàn. Văn Toàn thoát xuống trong vòng vây của hai trung vệ câu lạc bộ Topline Bình Định. Và một tình huống bấm bóng đầy nhạy cảm, bóng đã chạm vào mét dưới xà ngang trước khi làm tung lưới của thủ môn Minh Hoàng. Tỷ số là 1-0. Đập nhả khá hay, đường chuyền của Văn Toàn. Ronaldo! Và đã có bàn thắng thứ hai dành cho đội chủ sân Preco. Sự hưng phấn đang dâng cao trong đội hình của Hoàng Gia Lai. Một tình huống đập nhả rất hay ở khu vực giữa sân và đường chuyền với nhãn quan cực sắc của Văn Toàn. Và Brandao với một cú đá không quá mạnh nhưng đã lần thứ hai giúp cho cầu thủ Anh Gia Lai đánh bại thủ môn Minh Hoàng. Bàn thắng đầu tiên của Brandao ở mùa giải này. Tỷ số là 2-0. Không hợp lý vừa rồi có lẽ là của Tuấn Hải. Và Anh Gia Lai phản công. Văn Toàn tốc độ. Đã có lỗi của Kelly. Không còn cách nào khác để ngăn cản số 9 của Anh Gia Lai. Đường chuyền phát động tấn công của Lương Xuân Trường. Và Văn Toàn một lần nữa. Văn Toàn. Ronaldo! Không vào! Cơ hội 10-10 để cho cầu thủ Anh Gia Lai có được bàn thắng mở tỷ số. Văn Toàn. Quả tạt khá hay, Ronaldo. Tuyến 2, cú sút của Lương Xuân Trường. Và bỏ bóng tới vị trí của Tuấn Anh. Văn Toàn. Một thế trận cân bằng đang được tạo ra trên sân vận động Hoàng Đế. Nhưng Văn Toàn, Văn Toàn đã ngã. Cánh tay của trọng tài Nguyễn Văn Duẩn đã khước từ một yêu cầu, một quả phạt đền dành cho Văn Toàn. Sự tiếc nuối và chúng ta cần phải xem lại rất kỹ tình huống làm chậm. Văn Toàn đã ngã nhưng không có phạt đền. Tình huống vừa rồi cũng đã khiến cho huấn luyện viên Kiều Thị Sắc phải bật dậy. Đây là tình huống mà Minh Vương đã có đường chọc khe rất hay. Tốc độ của Văn Toàn vượt qua Thanh Bình. Một tình huống phá bẫy việt vị thông minh của số 9 bên phía Hoàng Gia Lai. Và cá nhân Công Phượng giành chiến thắng trước Topline Bình Định trên sân nhà Pleiku. Công Phượng. Dứt điểm! Một cầu!
pha dứt điểm đầu tiên của Nguyễn Công Vượng và xứng đáng với kỳ vọng. Sự lựa chọn hoàn hảo khi mà huấn luyện viên Kiên Tị Giác tung Công Vượng trong đầu hiệp 2. Phía phần sân nhà, Đinh Kiên bóng. Thôi! Phá toàn! 3-0 rồi! 3-0 cho Hoàng Gia Lai! Đó là cú đúp của Văn Thanh. Rất hợp lý. Khuôn mặt thẫn thờ của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Chỉ trong vòng một nửa thời gian thi đấu của hiệp 2, đội chủ nhà đã phải đón nhận tới 3 bàn thua. Mọi thứ sụp đổ quá nhanh. Có thể hiểu được sự thất vọng của các cổ động viên, các cầu thủ Việt Theo. Thuộc về cầu thủ áo trắng. Văn Toàn. Văn Toàn. Rồi, không vào. Thêm một tiếng dứt điểm nữa và vẫn không vào. Tất cả đã đứng nhìn nhưng trái bóng lại chạm vào xà ngang. Quá đáng tiếc cho cơ hội vừa rồi của Hoàng Gia Lai. Văn Thành hết sức khẩn trương trong việc đưa trái bóng vào cuộc sau pha xử lý có thể nói là ngơ ngẩn của Nguyễn Trung Đại Dương. Và tốc độ của Văn Toàn một lần nữa tạo ra điểm nhấn. Anh có một đường truyền dọn cỗ cho đồng đội. Rất hay. Văn Toàn. Văn Toàn vừa ngã trong khu 16m50 và cái xua tay của trọng tài chính Ngô Duy Lân sẽ không có penalty. Trung vệ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh quá chậm chạp và để cho Văn Toàn vượt qua một cách dễ dàng ở sát đường biên hành lang cánh phải. Một tiếng tranh chấp mà Trương Ngọc Mười. Round out, khoảng trống dành cho Văn Toàn. 2-0. Hàng phòng ngự của Thành phố Hồ Chí Minh đã chơi như mơ ngủ ở vòng vừa rồi. Văn Toàn có đầy đủ thời gian để đưa ra quyết định xử lý, vượt qua cả thủ môn Thanh Thắng và đưa bóng vào lưới trống. Tỷ số là 2-0. Đó là bàn thắng thứ 3 của Văn Toàn trong mùa giải năm nay. Mạnh vừa có sự thông minh. Brandao, sai lầm của Arenado. Minh Vương! Không phải, đó là Văn Toàn. Tuyệt vời, bàn thắng thứ 4 của Văn Toàn ở mùa giải năm nay. Một sai lầm rất đáng tiếc của Adriano Smith và Brandao đã băng lên dứt điểm một cách rất chính xác. Tuyệt vời. Văn Toàn đang cho thấy phong độ đỉnh cao của mình ở mùa giải năm nay. Đây đã là bàn thắng thứ 4 của tiền đạo này trong màu áo của Hoàng Gia Lai. Anh vươn lên danh sách những người ghi bàn nhiều nhất. Sau sai lầm đó thì Hữu Tuấn đã trở lại một cách rất vững chắc và bây giờ trở thành một mắt xích không thể thiếu của hàng phòng ngự Hoàng Gia Lai. Brandao, đường chuyền tuyệt vời của Công Phượng. Brandao, hơi dài một chút. Văn Toàn vẫn đang là cầu thủ áo vàng. Goal! Quá đáng tiếc cho cầu thủ Hoàng Gia Lai. Văn Toàn đã bất chấp tất cả để vươn lên. Cầu thủ của SHB Đà Nẵng đã phạm lỗi kéo áo một cách rõ rệt nhưng vẫn không thể ngăn chặn được số 9. Tất cả đều tốt trừ đường truyền ở tình huống quyết định. Thì SHB Đà Nẵng một điểm. Văn Toàn. Cú sút từ rất xa. Tỷ số được mở cho anh Gia Lai rất bất ngờ. Một thoáng giật mình của thủ môn Tuấn Mạnh, anh không nghĩ rằng Văn Toàn lại có thể có được một cú sút như vậy. Đó là pha lập công thứ 5 của Văn Toàn ở mùa giải năm nay. Rất nhanh sau khi hiệp hai bắt đầu, đội khách đã vươn lên. Vẫn là cái nháy mắt tinh quái quen thuộc của huấn luyện viên Kiên Tị Giác. Hoàng Gia Lai đã ngay lập tức bùng nổ và mang lại niềm vui cho các cổ động viên của họ. Cá thủ. Cơ hội dành cho Văn Toàn. Xin được chúc mừng sinh nhật của Văn Toàn với bàn thắng của anh từ chấm phạt 11 mạnh nhất của giải đấu. Quá thoải mái về mặt tâm lý cho Văn Toàn khi đối mặt với thủ môn Đinh Xuân Việt, khi đội bóng của anh đã có 2 bàn dẫn trước. Tỷ số là 3-0. Văn Toàn. Hết sức hợp lý. Văn Toàn. Văn Thanh. Cú vào. Cú sút trúng đích đầu tiên nhưng không trở thành bàn thắng cho Hoàng Gia Lai ở hiệp đấu này. Những pha phối hợp đập nhả trong phạm vi nhỏ mãn nhãn của các cầu thủ áo trắng. Em nghĩ là hàng công của đội tuyển Việt Nam hiện tại đang có rất nhiều cầu thủ đang có phong độ rất là tốt.
thật ra thì bọn em cũng rất nhiều thứ để cần cải thiện, khả năng dứt điểm và khả năng chơi ổn định hơn. Và em hy vọng là giải đấu này sẽ vẫn đẹp cho tất cả mọi người, rồi bức các cầu thủ tấn công để thi đấu tốt. Còn đối với em thì Indonesia là một đối thủ ở trước đôi này họ vẫn là đối thủ rất là khó chịu. Mặc dù lượt đi đội Việt Nam thắng 3-0 nhưng mà lượt về này họ đã thay đổi gần như toàn bộ đội hình. Cũng chưa có nhiều thông tin lắm về đối thủ Indonesia. Nhưng bọn em cũng đã xem một số những cái cầu thủ và cũng biết một số cầu thủ nên cũng chỉ hy vọng là trận đấu của Malaysia vô em thi đấu tự tin và thành quả tốt. Về đối thủ Malaysia thì em nghĩ là họ cũng đã mạnh lên rất là nhiều khi bổ sung là những cầu thủ nhập tịch. Cũng em nghĩ là sau khi xem thì những trận đấu của họ thi đấu thì họ mạnh hơn, nhưng mà em nghĩ là đội Việt Nam vẫn rất tự tin để tiến tới thi đấu trận đấu tới. Em nghĩ thì việc cạnh tranh đối với tất cả các cầu thủ là điều bình thường trong bóng đá, vì hiện tại ở đội tuyển có rất nhiều cầu thủ tấn công rất là hay và thi đấu độ ổn định. Nên em nghĩ điều đó cũng là bình thường, và ai sẽ phong độ tốt hơn và ai sẽ ổn định hơn thì người đó sẽ được thi đấu. Còn về đội hình đối em thì bao 3-3-3-5-2 thì hai đội em đã chơi thi đấu rất là nhiều rồi nên việc làm quen cũng cảm thấy tôi không có điều gì khó khăn lắm, nên vào đá đội hình nào em nghĩ em cũng có thể thi đấu tốt. Việc phải bắt buộc tất cả các cầu thủ di chuyển nhiều hơn và hoạt động nhiều hơn thì nó cũng là xu hướng hiện tại của bóng đá thôi, thì bóng đá cũng cần phải có thể lực và thi đấu trọn vẹn 90 phút với tốc độ cao nhất. Thế em nghĩ rằng tất cả các cầu thủ trong đội đang có một thể lực rất là tốt và tâm lý cũng rất là tốt để hướng đến những trận đấu sắp tới. Mục tiêu của toàn đội thì ra làm sao, và cái điều quan trọng là cái tâm lý của toàn đội như thế nào khi mà suốt ngày bị cấm trại ở trong khách sạn thì toàn với cả đội để giải tỏa ra làm sao khi mà tôi bị tù túng rồi. Thì thực sự nay thì toàn đội phải ở trong khách sạn và cũng hạn chế tiếp xúc với người ngoài, nhưng mà em nghĩ cũng vì mục tiêu chung thôi, tại vì cũng không phải là không biết bao giờ mới có cơ hội như này để đạt được mục tiêu của tới hoặc là ứng cấp cuối cùng, nên em nghĩ là tất cả mọi người đều hướng tới mục tiêu chung để giành được kết quả tốt để cũng là bước sắp tới. Bạn có muốn nói gì với người hâm mộ không, khi mà đợt này do Covid mà người hâm mộ cũng không thể sang đây để cổ vũ không bình thường, thì muốn gửi gắm thì em cũng muốn xin lời cảm ơn tới tất cả người hâm mộ đang luôn theo dõi động viên các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, và tôi sẽ cố gắng để thi đấu hết mình, giành được kết quả tốt nhất, mang tới niềm vui cho người hâm mộ và giúp mọi người có tinh thần mạnh hơn để chống dịch. Ok.